Con muốn hỏi sư rằng nhân nào quả nấy Vậy khi con tạo những ác xấu rồi con tích cực làm thiện Thì tới khi mình trổ quả những quả giống y chang cái nhân mình tạo không sư Ví dụ cả đời mình giết ba con gà rồi sau đó tích cực làm thiện pháp Tới khi chịu quả báo mình có chịu quả báo đau khổ y chang cách mình làm khổ mình giết ba con gà đó không Nó khác nhau rất là nhiều À, thành, thành thử có người họ nói như vậy giết gà thì mai mốt uh, làm gà mình bị giết uh, mình giết mũi mai mốt mình làm mũi mình bị giết như vậy muốn làm người thì phải giết người có gì nghĩ cái, cái suy nghĩ đó có chết người không ừ? khi chúng ta tạo ác nghiệp là chúng ta cái chuyện đầu tiên cái chuyện đầu tiên là mình đi điện một trước cái đá Yeah, bộ năm cái nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là năm nghiệp đi địa ngục. Không có gì cứ nghĩ là mình giết con gà giết con gà mà mình chui xuống địa ngục á. Nha. Yeah, mình chịu cái hình phạt ở dưới đó. Nó suốt từ thời đức Phật quá khứ cho đến thời đức Phật hiện tại hoặc là từ thời đức Phật hiện tại cho đến thời đức Phật vị lai. Quý vị nghĩ coi cái chuyện mình giết con gà nó có tương xứng hay không? Cho nên không có cái chuyện là mình mình giết con gà mai mốt mình làm con gà nó giết lại không đâu có nhẹ như vậy nha không có nhẹ như vậy đâu. Mà mình chẳng chẳng những như vậy đó mà mình còn phải chịu rất là nhiều kiếp vô số kiếp mình phải chịu cái cảnh mình bị người ta cắt đầu cắt cổ ừ. rồi cái kiếp nào làm người đó để mà chết là chết theo cái kiểu là bị người ta chặt đầu mà à, cái tuổi thọ thì nó lại bị yếu như sư nói như sư nói nhưng nào quả nấy quý vị tích, tích cực làm phước tích cực bố thí thì đời sau quý vị sẽ rất là giàu nhưng mà nhưng mà nếu như mà hai cái nghiệp nó trổ quả cùng một lúc á thì mình sẽ sanh vào nhà giàu nhưng mà mình chết trẻ chết khi còn là con nít hoặc chết khi còn trong bào thai nha yeah. nhưng nào quả nấy ờ, đừng có nghĩ là mình tích cực mình làm phước thì mình tránh được cái ác nghiệp của mình Ờ, giảm thì là có giảm nhưng mà giảm hoàn toàn thì không có chuyện đó đâu ví dụ như cũng là cái nghiệp sắc xanh cũng là cái nghiệp sắc xanh mà bà, bà gì ta? vợ của vua đi đấy cũng giết một cái con cừu á à, một cái con như con dê hả sau khi đi sau khi đi địa ngục chán chê những cái kiếp nào mà bà sanh làm thú hoặc làm người là bà bị chặt đầu chết ờ, chết trẻ mà cái số kiếp mà bị bà bị chặt đầu á nó nhiều như số lông con dê mà bà hồi xưa bà đã giết trong khi đó bà là vợ của vua bác sĩ nó mà vua bác sĩ nó là một trong mười vị chánh đẳng giác vị lai thì bà có nghĩa là bà tạo rất là nhiều thiện nghiệp đó mà bà còn phải chịu cái cảnh như vậy trong khi đó đức thế tôn khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ ha thì ngài cũng giết nhưng mà do cái cái phước mà ngài làm á cho nên là ngài cũng đi địa ngục nhưng mà trong những cái kiếp mà làm thú làm người đó ngài chỉ bị trong bảy kiếp thôi ngài chỉ bị trong bảy kiếp thôi đó là do ngài vung bồi ba la mật đó. cái ba la mật của ngài nó rất là nhiều cho nên ngài chỉ chịu như vậy thôi. đấy cho nên là nó còn tùy theo cái chuyện là mình đã vung bồi phước bao nhiêu. Xin thưa nói để cho quý vị bớt tự tin nha. Cỡ như thế Tôn trong kiếp ngài còn chúng sanh thiền tội giác ngộ, máu ngài đổ nhiều như nước trong bốn biển nha. Ngài vô số kiếp ngài vì cái đạo quả, ngài vì cái chuyện giữ giới, ngài vì cái chuyện bố thí và ngài không màng tới tánh mạng. Cái phước ngài làm nó như trời như biển mà chỉ vì giết một cái con vật thôi mà ngài còn phải chịu cái quả báo nặng nề. Mình là cái thá gì? Đó, mình là cái thá gì mà mình cũng mình sát sanh mình làm cho cả đống mà mình trong đời này mình chỉ tạo cái phước trong đời này thôi đời quá khứ mình không biết mình có hay không mà mình đòi bớt mà bớt để cho nó nhẹ nhàng cho nó qua thì có bộ sư thấy có bộ mình hơi tự tin hơi bị nhiều quá nha ừ. Uhm.